già rồi, hôm nay anh em ở nhà để thu hoạch, để chia sẻ gia vị cho mọi người nhé. Hôm nay đây chân tay bo thôi, hôm nay cái đồ trèo của mình này, hôm nọ đi trèo ông mật là còn quên ở trên rừng mọi người ạ. Cháu ở trên rừng hôm nay anh em chơi chân tay bo à? Tay không bắt giặc mọi người nhá. Nó đổi gọi chót rồi. Hải chủ trong này rất là nhiều. Khoảng cái này chắc 4-5 phân gì đấy. Làm thôi nhỉ, bây giờ hơi nắng nhỉ. Đi lên đi. Sáng nay không nhặt được hạt nào? Nhặt được gần chú hạt á? Thế để anh lên. Hôm nay nó sai ác. Mùa hạt rồi. Mỗi năm nó một to này. To nhỉ? 30 năm rồi, mấy năm trước mình trèo là còn nó còn nhỏ nhỏ còn ôm được. Năm nay là to rồi. Bò sao à? Hôm nay cháu út đảm nhiệm. Đấy, có quả luôn đấy. Chơi chân tay bò. Trèo hoạt rồi. Ừ nhỉ. Có quả luôn này. Chơi chân da này. Dưới này quang sao hôm nhặt. Ai dạ. Vỡ ngực đấy nhờ. Anh chỉ lên đến nửa cây chăng là ấy đấy nhá. Hây. Ui. Được chưa? Đợi xả nhá. Hai. Ui, hô hô này. Không quặp được ấy. Nhanh, được rồi, giữ chắc nhá. Ai à thôi ạ. Chết đấy. Xin chào các bạn nhá. Các bạn thân mến, hôm nay thì ở quê mình khá là nắng các bạn ạ. Nắng từ rất là sớm. Mình với út đang đi trèo thu hoạch hạt dổi các bạn ạ. Năm nay là năm thứ ba anh em bọn mình bán hạt dổi rồi. Cũng mong là các bạn tiếp tục ủng hộ hạt dổi anh em bọn mình trong năm nay là năm 2022 các bạn ạ. Mình cũng hay xem các anh em ở các tỉnh thành khác các bạn ạ. Thu hạt dổi thì mọi người hay thu cách đây khoảng một tháng gì đấy. Thời điểm đấy thì hạt dổi nó chưa chín kỹ các bạn ạ. Màu hạt thì đa phần nó còn hơi hồng hồng. Đấy, còn bây giờ là thời điểm hạt dổi đã chín rồi. Đảm bảo là có thể thu hoạch được rồi. Hôm nay là cái video đầu tiên về thu hạt dổi. Thì mình với út sẽ trèo trong khoảng 2 ngày với hai cây dổi này. Một ngày không thể xong được các bạn ạ. Lên thêm hả Út ơi? Đang lên thêm à? Trèo những cái cây hạt dổi này các bạn ạ. Thông thường là phải có cái chân trèo. Thứ hai là phải có cái dây bảo hiểm chuẩn tí các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay anh em là hôm trước nãy Út nói rồi các bạn, hôm trước đi trèo ong ấy các bạn, mình để quên trên rừng ấy. Chưa lấy về. Móc bảo hiểm vào cho chắc ăn. Công việc của mẹ mình là ở dưới này chỉ việc nhặt hạt dổi thôi, út ở trên chạy xuống. Mọi năm cái chỗ này chưa múc các bạn ạ, nên là nó có một cái hàng chè, nó dễ khó tìm hơn, nhưng mà năm nay thì múc rồi nó dễ hơn. Chiều mình mới
lên cùng út được. Buổi sáng quay phim một tí đã. Đấy, rơi ầm ầm này. Rơi liên tục út ạ. Kiểm tra xem là được bao nhiêu rồi các bạn ạ. Đây này, hạt nó phải đỏ như này các bạn này. Đấy, mới là hạt dồi dào. Đi xuống rồi. Chắc là không kịp xong các bạn ạ. Được tạm bấy nhiêu. Cũng khá là nhiều rồi. Đây, con già nó tự nứt này. Ui, thích nhở. Này là hạt đẹp ạ. Nhiều anh em bảo là mình xem một số anh em khác khai thác các bạn. Nó tức là mọi người lấy hơi sớm, cách đây khoảng hơn một tháng gì đấy thì cái hạt nó chưa có già như này. Đa phần là nó màu trắng. Đa phần là nó màu này, nó màu như những cái hạt lép như này. Và những hạt chưa đảm bảo. Bọn mình không lấy các bạn. Số lượng dầu lúc đấy nó ít đây, nó tự bật ra này. Cái chỗ này đúng ra phải phát quang đi. Nhưng mà chưa kịp phát. Hàng chia. Đây. Đó. Nhưng mà được cái các bạn ạ, hạt nó đỏ ấy. Đâu đây là cũng dễ nhìn. Đây này. Đây, hạt đỏ. Giả kỹ rồi. Này. Ui dồi, rụng hết đầy gốc luôn ạ. Này út động vào nó tự bật ra. Đấy. Nhìn đẹp nhờ. Quá đẹp luôn. Bây giờ là út sẽ cắt một ít cái mấy gốc chè xung quanh cây dồi các bạn ạ, để chiều nhặt cho nó dễ. Chè này thì cũng là chè hạt các bạn ạ, trồng từ năm 1988 các bạn ạ. Cũng sắp tới nhà mình cũng bỏ để trồng chè cành. Đây, đây. Cái này cuống này đẹp à. Nhiều anh chị em bảo là hạt dồi sao nó đắt. Thì trong những năm trước ấy mình cũng có nói rồi, hạt dồi thì hiện tại thì có rất nhiều loại. Nhưng mà hạt dồi rừng hay ở chỗ mình ấy hay còn gọi là hạt dồi ta như này các bạn này. Hạt dồi nếp như này này thì nó luôn có giá cao hơn so với các hạt dồi khác. Hạt dồi ghép bây giờ nếu mà các bạn mà có hay xem trên mạng ấy thì thông thường người ta trồng chỉ mất khoảng 5 năm thôi đã có thu hoạch rồi. Nhưng mà hạt dồi này là hạt dồi nó phải mất rất nhiều năm các bạn ạ. Như cây dồi nhà mình này mất khoảng 30 năm. 25 đến 30 năm mới bắt đầu cho quả. Và quả không có được nhiều đâu các bạn ạ. Năm nào có thì mỗi cây được khoảng 1,5 cân 2 cân hạt tươi. Còn đối với hạt dồi lai và hạt dồi ghép ấy thì là sai quả lắm các bạn ạ. Một cây có thể vài chục cân cơ. Đó là những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Bill đây, đấy trước mặt đấy, chỗ con chó hay sao đấy, đỏ đỏ đẹp lắm. Đúng rồi, nào bà đi bà lấy. Đây các bạn ạ, hạt dồi vừa treo đây. Nó cũng còn hơn một cây nữa nhưng mà nắng quá bọn mình nghỉ. Phơi tạm ở đây cho nó nứt ra. À, nứt ra như này. Còn cái hạt này thì nó đã tự bung ra rồi. Phơi đây. Phơi ra như này. Thông thường thì sẽ mất khoảng nắng tử tế các bạn. Thì phải mất khoảng 4-5 cái nắng thì nó mới khô được. Các bạn nhìn thấy nó đẹp chưa? Nó đỏ như kiểu cái hạt ngô mà mình
mình mua ở chợ để bán đấy. Hạt ngô mà hạt ngô giống ấy. Nó đỏ đẹp như thế. Mình chỉ cần phơi một chốc thôi, tóm lại phơi một mình chỉ phơi một nắng thôi thì tất cả những cái hạt dồi này nó sẽ bung ra như này. Đấy các bạn nhìn này rất là đẹp này. Đấy, đây này, mình cạy trong này ra này. Đấy. Đó, hạt dồi này. Đấy. Này mình phơi thì nó tự rụng nha. Nếu mà đến lúc mình phơi kỹ các bạn, mình chỉ cần rũ rũ này là nó rụng ra thôi. Cái này thì mình cũng phơi cho nó rụng tự rụng ra thôi. Đó. Mình phơi hơn một nắng thì nó được cái hạt dồi như này. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Nó chuẩn bị chuyển sang màu đen là sẽ thành cái sản phẩm hạt dồi nha các bạn nhé. Hạt ban đầu nó màu đỏ đẹp thì nó không còn như thế nữa. Và bây giờ sau khi phơi ấy, thì nó sẽ chuyển thành cái màu đen như này. Và đây chính là cái sản phẩm cuối cùng các bạn ạ. Để anh em bọn mình có thể đóng gói và chuyển đi cho các bạn, cũng như là chuyển đi cho các bạn và các bác ủng hộ. Đấy, bọn mình sẽ đóng một lạng này. Túi này túi 2 lạng này, túi 1 lạng và túi này túi 5 lạng. Đấy. Thì anh em bọn mình rất là mong muốn các bạn cũng như các bác ủng hộ anh em bọn mình với cái sản phẩm hạt dổi này. Bây giờ là chương trình ẩm thực gà út. Chương trình ẩm thực gà mọi người ạ. Đang luộc rồi. Tiết canh với lòng chay thôi. Tiết canh lòng non à? Bây giờ là anh em sẽ làm món tiết canh hạt dồi. Đây, út đang luộc sụn với lại phổi lòng non. Ai lòng non ra chương ác đấy. Còn nước ở đấy. Đấy, các bạn đợi một tí nha. Hạt dồi nó phải đầy tiết canh. Đấy, năm nay lúa bây giờ mới phơi các bạn. Chắc phải tầm một tuần nữa nhà mình mới xong hết được. Có nghĩa là mang lúa về nhà được rồi nhưng mà còn phải phơi với quạt nữa các bạn ạ. Đây, út vừa được biếu một con chó mông cộc. Thế mà con chó này có giá lắm các bạn ạ, không biết là bao tiền này. Con này là nó không có đuôi. Chó đen, con chó cái các bạn ạ. Út vừa được tặng con chó này à? Đấy, được em vừa lan nghĩ nhân tặng con chó mọi người ạ. Chó săn của mình đợt trước là bị dại tiêu hủy hết rồi. Hôm qua thì em chở lấy lên đêm nhưng mà con chưa dám sang gần. Không có chủ vì nó to rồi. Con này chắc phải ấy nhỉ? Cọc, măng cọc. Chắc phải cả tháng, cả mấy tháng. Đấy em là chỉ có xích trong vườn lan thôi. Có ai động đến nó đâu. Chó trông lan mà. Bây giờ lan không có giá nữa là không phải trông nữa. Mang chó đi cho. Đây bọn mình để đây sẽ để cho út huấn luyện để đi đi săn bắt với lại cho nó sinh sản ra thêm. Con chó này nó biết. Qua đó này trị giá là đợt lan đang sốt giá là 2 con là 60 triệu. Đổi 2... giò hồng yên hỉ đấy, hai chó lan hồng yên hỉ mới lấy được hai con chó lúc khoảng 3 đến 4 cân thôi. À, chó đổi trị giá con chó này là 60 triệu. Bây giờ hai giò lan là hòa luôn. Còn con đực là em ấy bị trộm mất, bị câu chó mất, bị câu mất. Chưa dám lại gần các bạn ạ, bị sợ nó cắn. Chủ mới mà. Cho nước cho nó uống đi. Cho nó đã ấy đủ rồi đấy. Chó biết đoan mà. Nó chỉ biết bắt chuột thôi cô ạ. Con lợn này khá là to. Cảnh thấy con này thì có chửa rồi các bạn ạ. Hôm nay sụt nào lại bay ra những cái gì đấy út? Luộc cùng cái lồng ấy. Rồi cùng cái lồng nó mới bám cái bột vào. Bột của cái con lợn này. Của cái lồng lợn các bạn ạ. Phải đánh sụn thêm tí phổi nữa. Úi. Nếu mà có thời gian các bạn ạ, thì mình sẽ nướng. Nướng thì
ăn nó thơm hơn. Sau tí nữa Út sẽ băm một ít cái phổi này vào nữa. Cho cọc một ít cái phổi không? Có chứ, tí nữa mình định tí cho mình. Nịnh em cọc cái cho nó quen cái luyện này. Đang quá trình này, huấn luyện. Cho vào khuôn khổ. Nhưng mình để hạt rồi này là hạt rồi, hạt để ăn đây này. Đấy, để ăn đấy. Giờ là phải đây các bạn ạ, đây xong bụi. Nó nhỏ nhỏ như này thôi nhé, hạt dầu ta nó phải nhỏ nhỏ này thôi. Đấy, cái này là hạt những cái hạt hơi nhỏ. Hạt nhỏ mình để lại ăn đấy, còn hạt to là mình để bán. Đấy. Lòng. Sao mình lợn mình không có lòng xe điếu nhỉ? Lòng xe điếu là lòng nó tròn tròn đấy á? Ừ. Hay là lòng của mình nó làm nó theo con lợn nó có chứ. Ừ. Nó dày mà nó đấy. Út đang nói chuyện là ở mình kiếm lòng xe điếu hơi khó. Mình chơi Út đang bảo là theo con lợn nó mới có lòng xe điếu thôi. Còn con này là lòng non hay lòng chay thôi. Lòng xe điếu chắc bán đắt hơn nhỉ? Mấy triệu một cân. Nếu hạt rồi mình sẽ lấy cây than hồng các bạn ạ, sau đấy thả vào bát đầy như Út đây, thả vào bát như này, thổi thổi thôi, thổi thổi, bao giờ thấy nó phồng cái hạt rồi lên là được. Đấy, nên các bạn ở dưới miền đồng bằng ấy mà không có bếp củi ấy, không có than thì mình sẽ sử dụng bếp ga để nướng. Bếp ga nướng thì nó cũng như này thôi các bạn ạ, cho vào gầy gầy, cho vào gầy gầy là được, cháy cháy như này. Đấy. Xong rồi. Mình sẽ dã ra. Cái này không chỉ riêng là dùng để làm ăn tiết canh đâu các bạn ạ, mình có thể dùng để làm nước chấm này. Tí nữa thì anh em sẽ để làm ít làm nước chấm món nướng, hoặc là mình làm để các món nướng ấy để là ướp ấy các bạn. Đấy. Còn hôm nay mình với Út là ăn tiết canh này, gọi là ở miền núi là hay dùng hạt dồi để ăn tiết canh. Bữa tiết canh nào cũng phải có. Nó thơm nhỉ? Sắc mũi. Những này cho vừa thôi. Các bạn phải cho vừa thôi, cho nhiều quá nó cũng bị nồng ấy. Đảo lên đã. Đảo rồi. Bốn bát hơi đầy Út ạ. Nhờ, cho thêm bát nữa đi. Cho thêm lên cho. Tiết canh mà tiết canh ở quán thì chắc người ta pha tỷ lệ là hợp lý rồi. Năm nào trèo hạt dồi các bạn cũng phải làm một bát tiết canh hạt dồi. Đấy, mình cho đây. Cho trực tiếp ngoài cũng được ạ các bạn ạ, không thì tí nữa mình ăn mình rắc lên trên cũng được. Nhưng mà bọn mình á làm là hay ngoái như này nó mới đều ấy. Còn nhiều anh em là đánh tiết canh xong ấy, sau đó mới rắc hạt dồi lên trên, hoặc là rắc lúc ăn ấy, lúc ăn mới rắc ấy. Cũng được các bạn ạ, nhưng mà ăn kiểu này cũng được. Thích nhiều nhỉ? Nước này đấy. Bà nước một tiết. Đảm bảo đông như thạch luôn. Đông hơn thạch chứ. Đấy. Tiết này chắc tiết tim. Tiết tim nên là hơi ấy nhỉ. Nó không được đỏ đúng không? Không được đỏ mấy. Dòng này nó hơi bẹp rúm một tí. Lâu cũng được mà. Lâu lại phơi lên được mà. Còn một tí là Út làm tiết canh hoa. Đấy, đây xong ăn thì nấu lại. Ăn thì tối nấu lại.
sợ người nhà ăn ít. Một số anh em là sẽ ăn kiểu này các bạn ạ, lấy cái thìa ấy, đây mình không có thìa, mình dùng tay nhúp xong rồi đông rác rác như này các bạn này, đấy rác rác hạt dụi, đây rác rác hạt dụi này, rồi ăn đấy, lúc ăn mới rác ấy. Đấy. Đấy, cũng thơm. Cơ bản là ở đây là nước út đã cho rồi thì thôi. Đông như sạch luôn. Đông nhanh nhỉ? Cái canh lợn là dễ đông mà. Nhà con mới có quả. Xong. Bây giờ út hôm nay là phá lệ một tí các bạn nhé. Bát này đông rồi út ơi, đông sạch nha. Bát này là bát. Út sẽ chiến tiết canh hạt dổi trước. Mời tất cả mọi người nhé. Đông nhanh nhé. Đông nhanh nhé, chúng nhé. Mời cả nhà nhé. Ui, cho tí ớt vào. Chanh ngốc cho nào mình miếng à? Càng khuẩn. Bà lấy ra là chanh nhé. Ngốc cơ. Mỗi người một bát. Hôm nay ăn mỗi người một bát thôi. Đấy, ư luôn. Đông chưa kịp chưa? Ông đi lấy à? Còn đông như thạch luôn. Đông như thạch luôn. Còn lợn này tiết không đẹp. Rộp rộp luôn nhỉ? Đây, đũa rồi con. Được không út? Vừa ngọt không hay là nào? Được. Nào có tí lạc nữa. Nó béo béo. Ngọt lắm. Dầu thơm hơi dài quá. Đấy, đồng kỹ luôn này. Đồng sạch luôn. Nó xong rồi. Có ớt vào ngoài. Ừ. Cái cái không? À. Nhưng mà mát đúng không? Ê, cho hai lưỡi luôn mọi người. Ôi dồi ôi. Muối hạt dổi của ông dã lên này chị. À đây. Ông cũng có phần muối hạt dổi này. Ăn xuống lắm cả nhà. Rồi, mời các bạn nha. Có mời cả nhà ăn cơm. Con ăn đi. Đây, tiết canh hạt dổi. Thơm quá. Đúng vị luôn. Cho thêm tí mạnh hết. Quả ớt vào, nửa quả ớt vào cho nó cay cay tí. Ui, độc ác luôn. Vừa ngọt gì luôn. Vừa ngọt. Ui, mời mọi người nhá. Lên tiết canh. Ngon lắm. Ngon trong bộ. À đưa ơi. Đưa quả chanh rồi vắt. Để cho con nhá. Sấu vắt nhá, sấu vắt. Chính ra ăn tiết canh này. Út còn thích vắt chanh mới nhỉ? Thích vắt chanh. Mình cũng thích vắt chanh đâu. Có chanh này thơm tiết. Đấy, cho nốt nửa quả ớt vào. Đã bị quả ớt sữa. Chanh, chanh nó hay thơm tiết. Ui giời. Ui giời, mồm to thế. Anh làm chanh cua ơi. Làm chanh nào? Quá ngon các bạn ạ. Mồm mút to ấy, dặm mồm mút to luôn ấy. Ơi giời, út này. Ăn to nói lớn chứ. Con ăn trứng nữa nha, không ăn tiết canh nhá. Con ăn hết trứng đấy nhá, út hết một bát rồi đấy. Cua phải ăn hết bát trứng đi. Còn tiết canh tiết nó không hồng mới nhỉ. Tiết canh trẻ con không ăn đâu. Đấy. Xơ cơm, ăn nữa đi. Đấy, bây giờ hồi cho còn cá xí nước chân này. Ôi, lúc nãy tưởng đánh cả tiết canh hoa chứ. Cất vào tủ rồi. À, đây, mình làm miếng tiết canh nữa. À, không hết. Đấy. Ui, thơm hạt dổi lắm các bạn. Chất lượng đấy, mời mọi người đi. Ngon lắm, ăn hạt dổi. Ngon. Ui phá chơi. Ui phá chơi. Ui xôi. Bắp chanh mà nó hay thơm đây này. Nó thơm luôn nhỉ. Bắp chanh là phải xử lý luôn. Xử lý luôn, xem chua. Ui giời. Hám tiết canh này. Ui, rát đường đây này. Ui, cực cực. Cực. Cút thích không? Cực. Anh chiến thật. Hôm nay út đánh mỗi người một bát đấy, đâm ra anh em lâm bây giờ ăn thoải mái. Đây, trong này có ớt này, thêm tí hạt dội vào. Dầu thơm vào. Dầu thơm nó hơi... Ăn được rồi. Cổng cành nhá. Ăn được phải tay. Ăn được phải tay. Ăn được rau vào đấy. Bát. Hai bát tiếp tạm. Mỗi người một bát. Nào, căng bụng. Căng bụng rồi. Bà ăn lên. 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 Lên.
Còn ăn rau bán cho các anh giờ. Ôi, ngon lắm. Lên đi. Lên. Đông sạch rồi. Đấy, mình cũng xin phép kết thúc video này ở đây các bạn nhé. À, ăn đã. Để anh em, cả nhà mình ăn cơm đã.